tới keo vô. Cho anh món này thử ơi. Béo béo, cho món này thử béo. Đây. Nhìn là biết. Anh em vô đông đủ thì Tuấn chia sẻ lại cái mặt đề. Tiếp tục mùa cúm virus corona tiếp tục phun nồi. Hỏng ga cho tất cả anh em. Và đặc biệt cái mặt hệ thống đề của dòng xe SH đời 22, 23, 24 nó khác những dòng xe đời mới và những dòng AB một chút xíu. Ở trên mạng ngày xưa thì Tuấn thấy nhiều anh em chia sẻ cách khởi động đề xe này nó bị sai một chút xíu nha anh em. Hôm nay thì Tuấn chia sẻ lại để anh em biết. Đây một con SH full hết toàn tập. Nếu các bạn xem đông đủ thì Tuấn sẽ chia sẻ. Và tiếp tục ngày kế tiếp đây thì Tuấn hướng dẫn cho tất cả anh em. Anh em nào ok thì các bạn đăng ký và đến đúng ngày, đúng giờ để chúng ta tiếp tục chinh phục những dòng xe bi này nhé. Hay luôn đấy. Like chia sẻ mạnh lên dùm thì Tuấn khỏe là lại có live stream cho anh em ngay. Và đây nhiều các bạn làm nồi, các bạn chịu khó mua cho cái tip 39. Đừng làm như này, đục cái này hư hết tán của người ta. Một con xe thác mang vào anh em đục này rất thô. Chị đi. Đầu tư một vài cái tip thôi, không có nhiều đâu. Đấy. Mình bắn nồi nó không hư. Thứ nhất anh em mua tip về nhà thì anh em mang thuận tiện vớt cho Điện Toán một bát. Bởi vì cái tip này tip bắn ô tô. Nó sẽ không bao giờ có mặt bằng như thế này. Anh em về nhà muốn bắn được cả tán nồi ok mà không bị vấp thì các bạn chạy thuận tiện bảo người ta vớt qua một bát nha. Đấy. Điện Toán đây. Nếu mà zin như thế này một cái tán nồi này rất mỏng nhưng khi mà anh em mua cái tip ở nhà nó zin. Đây thì Tuấn lấy một cái tip zin anh em như này, thấy không, độ mớm nó không có nhiều bởi vì cái tip cái tán này nó rất mỏng nên anh em mang thật tiện, nhờ thật tiện vớt qua một bát để cho bằng mặt dưới nhá. Đấy anh em thấy không, để nhét vào để cho nó êm bằng. Đây tip này rất lâu rồi, tip này thì Tuấn phải khẩu 39 này nó phải được mười mấy năm nay rồi, hơn 10 năm khẩu tiếp 39 này từ thời ngày xưa Điện Toán vẫn còn làm trong Sài Gòn, về tới Bình Định này 10 năm, Sài Gòn vài năm nữa, hơn 10 năm. Ok rồi, đây nữa khẩu 46 làm IA, các bạn đưa thật tiện đưa qua một bát để khi có mặt bằng tốt. Chứ một cái tiếp này bỏ ra có khoảng 100k có cả đầu nối nha. Đấy anh em bắn vào cho nó ok thế này ha.
Cái này chút xíu sửa lại cái mép này bắn ra, nó bị tòe đây, đục rất thô. Rồi, ok. Sửa lại cái này đi, bắn ra béo. Hết bố luôn. Mang đâu giá hả? Ok nhá. Và tiếp tục khóa học kế tiếp thì Tuấn sẽ mang hướng dẫn cho anh em chi tiết hơn nữa. Đây, xe này mới được đi thay Jaguar. Jaguar rất mới. Nhưng bộ mâm nhôm này rất mòn, bị khuyết nặng. Thay thế. Nhiều lúc anh em vào anh em chỉ biết thay Jaguar. Còn những vấn đề khác thì để đi Tuấn thay cũng được. Thì Tuấn cảm ơn tất cả anh em, đúng không? Công việc các bạn cứ vào Jaguar mòn các bạn cứ thay. Còn nồi để bi mới để cái này tìm Tuấn xử lý. Đây, kể cả hộp ga. Còn thì Tuấn hướng dẫn lại mặt đề cho anh em. Tất cả những dòng xe Honda thị trường đa số nó sẽ lấy một dòng điện từ sit-top là công tắc hãm từ bên trái nha, từ bên tay trái anh em. Thì luôn luôn ở sit-top tay có một dòng điện nguồn 12V. Xe bóp sit-top tay sẽ qua nút đề. Nhưng dòng riêng dòng SH này thì nó ngược lại một chút xíu anh em nha. Ngược lại vì sao? Nó tiếp tục nó sẽ lấy một dòng điện từ 12V từ nút đề, 12V từ nút đề. Khi anh em nhấn nút đề sẽ có dòng điện 12V chạy qua công tắc hãm. Thì công tắc hãm này nó có hai chức năng. Một là để nhiệm vụ đề, hai là để sit top. Đấy, anh em nhớ nhá, riêng dòng SH. Và từ sit top, các bạn nhấn sit top sẽ có một dòng điện 12V xuống IC là xe tự động kích nổ, bởi vì xe này nó ngược lại một chút xíu. Đấy, nhiều đa số những dòng xe trên thị trường Việt Nam đa số lấy dòng điện 12V từ sit-top tay là công tắc hãm qua nút đề và nút đề xuống ECM là IC, nhưng xe này nó ngược lại. Cái này Đình Toán thấy ngày xưa có một người chia sẻ sai cái bài này, hôm nay Đình Toán chia sẻ lại để cho anh em biết. Còn anh em nào không cần quan trọng lắm, cái quan trọng các bạn mở được ra và các bạn nhịn. Ở đây công tắc hãm sit-top và ở nút đề tương tác, nếu cái dây nào có dây màu đen sọc trắng thì luôn luôn đó là dòng điện 12V, 6 khóa cấp nuôi tới vị trí đấy. Các bạn chỉ cần nhấn một cái nó sẽ chạy qua cái dây màu vàng sọc xanh, xanh lá đây, qua sit top hãm, từ sit top hãm sẽ đưa một dòng điện 12V xuống IC là xong. Bởi vì khi anh em đã làm được và hiểu về điện thì tất cả màu dây nó đều có ở trên này. Anh em chỉ cần nhìn sơ qua là anh em sẽ biết. Còn hệ thống đèn xe này thì cũng bình thường, sẽ có dòng điện 12V trực tiếp vào công tắc, sẽ đá qua bên cốt pha, bởi vì bóng đèn nó chỉ chờ mát từ ECM. Đây, dây mát, cốt dây pha. Bay càng công càng mới cậu em này tia tuổi mới năm nay có mười mấy 20, nhưng hậu ga mới cậu xử lý gọn gàng không bao giờ òa, bởi vì ở đây làm hậu ga liên tục thì mới em tuy nó còn nhỏ chưa hiểu sâu, nhưng mới em có thể lắp đặt
tất cả những cái này cảm thấy nó rất bình thường. Đấy, cậu năm nay 18 tuổi, rất nhỏ nha các bạn, nhưng máy móc về họng ga và nồi cậu xử lý rất gọn gàng, nên làm riết nó sẽ quen thôi. Chờ đấy luôn được em. Rất mới nha anh em, tẩy phải tới nhôm, cố gắng. Và chút xíu anh em phải lấy máy đọc thông số có chuẩn không, chứ không phải lắp vào một cái là ăn liền. Nổ máy thì vẫn ok, nhưng thông số vẫn chưa chuẩn. Mở họng ra luôn, mở bộ 3 luôn. Cậu nhỏ đang lắp giả lập để chiều nay gửi cho anh em. Đấy, giả lập mỗi người nhiệm vụ, Điền Tuấn chỉ là người hướng dẫn và quay cam. Nhỏ quá hả? Nhỏ quá, trọt luôn luôn chung. ACV luôn. Lấy này luôn. Lấy thay, thay nhỏ bỏ vào. Dán đi, dán lên đây này. Đây này. Đi dán bo mặt vào. Luồn cái điện cho nó sáng cả chút. Lấy khay. Rất dơ nha các bạn. Rất bẩn. Ghê không? Bẩn lắm. Đấy, nhìn thấy không? Rất dơ. Ở trong có khói, trong có xịt gì đâu. Khói. Rồi, lấy cái bóp răng có cỏ. Bóp răng có cỏ này. Xịt tí vô cái IACV luôn. Gai sạch. Để bóp ấy, bỏ vô cà, bóp là nhỏ ấy. Rồi. Sáng rồi, hai cái nồi với cái đồng hồ lặt phẳng thay vài quả lốt. Em sáng rồi có làm ok không? Thứ hai xem live stream hết. Trên một cái xe nếu có một người trình diễn cho anh em thì tất cả phương pháp cách giải quyết những bàn bật nó rất ok và rất dễ hiểu, anh em sẽ làm được tất cả.
Bởi vì hệ thống phun xăng điện tử thì Tuấn đã chia sẻ nó chỉ có bấy nhiêu. Nên thì Tuấn mong rằng sau này có khoảng 1 năm nữa, toàn cầu Việt Nam anh em nào ở quê hay không quê, anh em cũng có thể làm được hết. Và tiếp tục ngày mùng 4 đây, anh em nào đã đăng ký rồi thì các bạn đến đúng giờ, anh em nào chưa ấy thì đến với Tuấn một chuyến, chúng ta cùng nhau hội ngộ, chinh phục những cái bàn về hệ thống FI. Tuấn sẽ hướng dẫn nhiệt tình 100% cho anh em hết tất cả khóa, nồi niêu xoong chảo, cách giải quyết vấn đề, cứ anh em thoải mái làm, lắp vào là ok ngay. Có buli ấy, có buli ấy, tháo ra thay bỏ cái mỡ ở trong ấy đi. Coi bên trong còn mỡ không? Tháo ra, cắt cái rẻ đi, hút hút xăng rửa cái buli đi, làm cho sạch chút. Không đúng không? Đấy, bởi vì anh em chỉ cần hiểu nó, màu dây điện đây có hết rồi. Có cái Alicitop này chẳng qua là chế độ ngắt mát. Đây, cái này mát này. Nhớ chỉ là một công tắc tắt mở thôi. Lại ok. Nè, chờ quá nè. Lên cho anh. Dạ. Nổ ra tắt máy hả? Rồi ngồi ghế cho em chút. Vẫn bình thường đúng không?
cái đồng hồ bị hư rồi à? Có kim nó quay xuống như thế này ghê ta. Kim ở đâu nó đụng dưới này rồi. Này bữa nào dần dần mở ra. Hả? Cái nào? Dụng xuống như này, đụng kim. Rồi anh, thế bữa nào dần này ô ghé. Rồi được rồi đấy. Rồi. Rồi. Nào dàn ghế làm này chung. Chạy qua nghe hỏi bộ hồ con gồm đã khác nhiều. Có làm đâu em, ngồi 8 rồi. Tới giờ em con bạn em rồi cũng chẳng biết còn cái ban gì trên này để chia sẻ anh em nữa hết rồi, rồi chia sẻ lung tung liên tục trên cái xe FV này thì tối ngủ cũng chẳng biết chia sẻ cái ban gì để cho anh em học, nên anh em nào có thắc mắc các bạn cứ đến đây tham gia khóa học. Thật sự trên xe phun xăng điện tử thật sự không biết còn cái gì để hướng dẫn cho nhiều anh em phải biết cách đo kiểm hay kiểm tra cái gì trên này nữa. Còn một cái xe điện tử để gạch cạch có bao nhiêu nguyên nhân là đi toán chưa chia sẻ được không. Còn trên này thấy hết rồi, kể cả ổ khóa thông minh smart key cũng được, cũng vậy, tương tác làm việc nó cũng như nhau hết. Nên chỉ muốn mong rằng anh em tới đây đang còn khó khăn hay thắc mắc cái gì thì anh em cứ liên hệ với Đình Tuấn nha.
về tất cả những vấn đề thao tác, tất cả do anh em hết. Còn trên một cái động cơ xe phun xăng điện tử hay hệ thống FI thì Đình Tuấn thấy tương tác nó chỉ có như vậy thôi. Tất cả đều là thao tác anh em làm có đúng hay không. Còn những gì nhiều lúc anh em live stream chém gió bóc phốt trên mạng thì Đình Tuấn cũng chẳng cần quan tâm nhiều. Miễn tâm miễn sao mà có xe mang vào mình xử lý trơn tru, khách hàng ok, làm hết bận lấy tiền thế thôi. Còn thấy có cái gì đâu mà nhiều lúc anh em bốc phốt ở trên đấy, cảm thấy nhiều vấn đề nó khó với FI thì Đình Tuấn chưa biết được. Hay là ở khu vực ở Đình Tuấn ở đây thì dòng xe ga nó ít chẳng hạn, ví dụ ít ban bận thì Đình Tuấn chưa cảm nhận được. Còn trên xe thì nó chỉ có biết nhiều đó thôi, không gì to tác. Đúng rồi, Edsai hay bị chết buji lắm, thay buji ok vào nhá. Thay buji ok vào là được thôi. Cái buji hãng nó hay bị lắm. Anh nghe đây. Hả? Lấy em. Có cái vấn đề mà cảm thấy khó và mệt mỏi là chỉ có ngồi trong này mới cảm thấy căng não và đau lưng nha anh em. Đấy. Còn vấn đề là mỗi xe phun xăng từ bao nháy thì anh em đến với Đình Tuấn thì kết thúc nó rất nhanh. Còn trên cái họng này thì chẳng có cái gì tương tác. Cái này van IACV gọi là van Galati tự động, tương tác có 4 sợi dây. Hả? Đấy rồi. Lấy bi. À, mở cái buji ra đi. Mở buji xe ra. Thì trên một cái van IACV Garanti tự động, tương tác chỉ có 4 sợi dây để anh em bắt bật giả lập coi có lỗi 29 đứt 4 sợi dây hoặc là van IACV này. Thì Đình Tuấn ở đây giải thích cho anh em cực kỳ dễ. Và lại ở trên một cái bộ ba cảm biến, bất cứ dòng xe nào, bộ ba cảm biến dù to hay nhỏ, dù bé hay là lớn, tương tác nó chỉ có một cái jack cắm 5 sợi dây này, thì anh em cũng có cách giả lập và kiểm tra nó cực kỳ dễ. Trên này, trên này chỉ có 2 dây nguồn và 3 dây tín hiệu, chỉ cần bộ giả lập đơn sơ thì anh em kết thúc một con xe FI. Và tiếp tục trưa nay Đình Tuấn sẽ ăn cơm khỏe lại để làm cho các bạn những bộ giả lập để gửi đến tay cho anh em. Ship khoảng 3 đến 4 ngày sẽ tới tay anh em, để anh em có cái bộ để anh em cắm vào dự án giả lập, nó là xong, không có vấn đề gì trên xe FI này cả. Còn cái loại mà van cầm chừng Garanti mà không có bộ ba cảm biến này thì rất nhanh và rất dễ. Ở trên thị trường chỉ có hai loại họng ga như thế này thôi, còn dòng IA nó tương tác. Còn nhiều lúc vấn đề bị hụp ga, nguội máy hụp ga, tất cả do anh em cắt xử lý và đo kiểm nó chưa được chuẩn. Và anh em học với Đình Tuấn ở đây thì chẳng cần lắp đặt bất cứ một thiết bị gì trên một con xe zin của người ta để chống hao xăng, chống hụp ga. Vấn đề Đình Tuấn hướng dẫn cho anh em tại khóa học kế tiếp là để anh em bắt được bận và anh em cắt xử lý xong. Lấy bi, bi kẹp chuột. Nên mong rằng anh em đến với Đình Tuấn sẽ có những cái pha diễn tả cách xử lý trên tất cả những dòng xe, cảm giác cho anh em rất cực kỳ dễ hiểu. Và đặc biệt cái họng của những cái dòng của IA ở đây thì IA ở đây tiếp tục nó có van Garanti, chẳng qua ký hiệu nó đọc khác một cái chút xíu là ISC, IACV, Honda ISC, Garanti, nói chung là anh em cứ tóm nôm na hiểu được 4 sợi dây và đọc cái van là van Garanti. Garanti này thì người ta gọi là Garanti tự động. Đây, có cái này, cái loại này thì có van cầm chừng chỉnh thì bằng tay. Đấy, nó này tự động. Thì bộ ba cảm biến trên dòng IA nó tương tác khác, nhưng nhiệm vụ làm việc của nó cũng giống như nhau. Tương tác 5 sợi dây, jack cắm khác nhau một chút xíu. Tùy theo nhà sản xuất người ta thiết kế ra
to hay là nhỏ, đúng không? Đấy, để xử lý được cái mỏ họng ga này, anh em cứ đến đây lắp một cái một là ăn, không cần cái thứ hai. Lối 37, lối 79 thì tương tác đều như nhau. Có nhiều lúc các bạn lắp cái van này, có nhiều anh em gọi cho Đình Tuấn lắp cả ngày cũng không xong, vẫn báo cái lối 37, 79, đúng không? Ga ti bị lớn và bị nhỏ, tất cả là vấn đề đôi tay của các bạn đưa vào chưa chuẩn, thế thôi. Kể cả cái dòng Nora nhá, Nora nhỏ, nổ ga ti cứ khực khực sực 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 sực, đúng không? Lên ga là ok, đặc biệt cái dòng Nora nhỏ, Nora Grander là lớn, Nora nhỏ của dòng IA, nổ ga ti cứ lực sực lực sực lực sực. Anh em cứ đến đây giải quyết một cái một là xong. Chẳng qua cái đấy nó bằng khác cái này, nó bằng điện, anh em phải rút ra thì anh em cứ lấy vài sợi dây, anh em sợ như anh em từ từ anh em lấy ra vệ sinh cái van IACV Ganti. Và đặc biệt cái dòng Noza chuyên trị hư cái cổ cao su ở đây, nó hay bị lọt gió hoặc là nó bị nít. Có nhiều anh em làm cảm thấy báo lỗi to quá, các bạn lại đi bịt bớt cái đường dây này lại này. Đấy, thì Tuấn chứng kiến rất nhiều ở đây. Nhiều lúc các bạn, đây là cái đường cấp gió vô, nhiều lúc anh em bịt cái ống này lại, nhiều lúc anh em lấy gì anh em bịt cái lỗ nhỏ lại để cho đường gió cấp đây nhỏ, nhưng không phải, đó là các bạn xử lý chưa tới. Còn cái buji của Exide, lấy buji của Honda bỏ vào vẫn chạy phà phà. Nhiều lúc Exide đang nổ máy, dừng cuộc chơi, ra bật khóa điện nổ, chết buji là chuyện bình thường, thay buji vào là xong, chứ chẳng có nguyên nhân gì ở đây hết nha anh em. Cố gắng lại ra chim, anh em lại gọi anh em hôm nay không có làm xe à? Chắc dịch cũng virus nghỉ hay sao vậy? Chẳng có cái gì khó đâu, cái quan trọng người hướng dẫn cho anh em có nhiệt tình hay không thôi, và dễ hiểu hay không thôi. Cố gắng, cái tay ga này đang phát triển, những cái khu vực thợ chưa làm được thì anh em hãy nào có tay nghề cố gắng phát huy ở khu vực đấy, không vài năm nữa nó bão hòa nha các bạn, hãy cố gắng đầu tư để làm cái khu vực mình. Nhiều anh em thợ chưa làm được, còn học ai cũng học, những yếu tố của mỗi người nó khác nhau. Chứ biến sao mình đi học về nhà giải quyết ở nồi niêu xong chảo dung giật, đồng hồ hư mình sửa, khóa sờ với cây trục chặt kiểm tra khoảng vài bước, hệ thống FI báo nháy hộp ga mình giải quyết ở vấn đề nào là xong. Khi các bạn luyện tới tầm thì lúc đấy anh em cảm thấy đầu óc nó thoải mái lắm. Lúc ấy chỉ sợ trong người có mang căn bệnh gì nặng mà chữa không được thôi. Ngày hôm qua uống thuốc đến giờ lưng cũng ok, nay lại ngồi lại bình thường. Chuẩn bị anh em bên Lào gửi cho ít đồ về nhà ngâm rượu, thanh kiều anh trai nhá. Mua 4 lít rượu ok đặt rồi. Hôm qua gọi một cái người ta mang 4 lít rượu ngon tới, tiền nong không quan trọng, quan trọng là rượu tốt để làm sao để ngâm, chất lượng ok. Oh.
ok chưa, bộ giả lập ok chưa, mang xem bộ giả lập ok rồi, dán keo cho nó đẹp đẹp vào, dán bên dưới ấy, kéo nó đụng vào cái đấy nó chạm mát đấy. Đâu mà xem đẹp không, đây dán cái này vô ok. Đây tương tác tiếp tục ra sản phẩm, tí nữa ship cop cho anh em. Đây nè, đúng rồi. Coi cái mặt đồng hồ nó báo chiều nào vậy. Dán này, dán miếng keo ở chỗ này kín loại này. Đường hai dây đụng nhau cho đẹp. Xong nút này không cho thẳng lại đây đúng không nhỉ? Đây này. Nhất nhưng gọn lẹ và nhẹ nhàng, đúng không? Đấy, tiếp tục phải gửi cho anh em, chỉ cần bắn đường tín hiệu, nếu mình hiểu con xe đấy biến áp bao nhiêu vôn, gửi về IC thì xong. Tí ăn cơm xong cố gắng làm thêm 3 bộ điều này ship cho anh em luôn. Đồng chó thác hả? Hả? Chó thác trong đấy, chó về nhà rồi. Anh em chờ coi chút xíu thì Tuấn lắp xong anh thác lấy máy bấm thông số, đọc thông số cho anh em coi luôn nhá. Có hoạt động Alice tốt không? Anh em chờ không đi lắm. 5 phút nữa thôi. Vừa tay chưa? Ê cụ cho nhanh luôn. Đâu lục giác rồi nhỉ? Gá nào nhỏ đầu cái này nhỉ? Cái kia là gì? Đây. Nhà tôi còn chưa ăn hết à? Còn chứ. Đầy chưa đấy? Đợt lá luôn à. Thank you.
mai mốt hết lúa rồi. Mai chìa khóa này, Hú Zalo cho cái thùng đi, mai cứa chuyển bụng. Không, đang có cái khối bột. Này làm được này. Ê, khổ quá rồi, đói meo dầu hết. Quá đói luôn. Ta đi vợ chồng. Bây giờ máy nhiều quá. EKB, EMAT, Kalai, dây vàng B, sau khóa 12V. Kiểm tra đúng màu dây chưa? OK. Xanh sọc đen, cam sọc trắng, đen sọc trắng. Nhớ nhá. Kiểm tra có OK chưa? OK rồi. Lúc đấy mới bật khóa điện. Mở cùng với nhỏ nhất luôn. Lắp bét full rồi đấy. Béo béo béo, lắp cái bét full ấy. Đang đi không nổ hả?
mở nhà nhỏ nhỏ lại cái. Mở cảm biến góc rồi. Đang đi bị vậy luôn hả? Có té không? Có nghiêng xe không? Có nghiêng xe không? Có bị đổ xe không? Hả? Mở cái bugi ra. Rồi anh em xem nha. Mở không nhỉ? Rồi, chuẩn đoán Honda Việt Nam chọn A là SH. Đây, SH hàng dưới nha. Đây. Đây. Ok, bấm enter. Rồi, cái này vô động cơ bởi vì cái này không có ABS, không có khóa sửa với kia, các bạn vô động cơ. Rồi các bạn xóa mã lỗi cho thì toán khỏi cần đọc. Nếu các bạn chuyên nghiệp đọc lập cái gì, xóa bỏ đi sửa lại. Rồi. Đầu tiên xóa mã lỗi. Rồi tiếp tục các bạn khôi phục ECM cho điện toán luôn nha. Yeah, ok. Làm cái gì thì làm, xóa khôi phục một cái tiến tiếp. Đó là quy luật của làm FI nếu các bạn có máy. Tiếp tục bấm enter. Đang làm việc vui lòng đợi. ECM đã được khôi phục gốc dữ liệu. Ok. Rồi vui lòng ngắt kết nối nổ máy anti. Rồi bật lên lại. Ok, nổ gan ti. Bấm đề. Chống đầu chống mày. Rồi tiếp tục các bạn vô chọn lại loại xe SH. Chưa mở, từ phải chưa mở. Đợi chờ chút. Làm cái gì làm, nó đang nổ gan tia được, các bạn cứ kệ nó. Để nhiệt độ động cơ trên 60 độ nha, mới có 30, 39 đây. Mới có 40. Đương nhiên 41 độ điện áp báo về cho các bạn biết khoảng 2V1 thì đương nhiên nó sẽ ngược lại nha anh em. Từ từ điện áp sẽ giảm và nhiệt độ sẽ tăng. Kệ nó. Theo bugi chưa? Ủa cái này làm cách đi chứ. Bố thật kéo. Tiếp tục ở dưới là nhiệt độ khi nạp 34 độ điện áp báo về khoảng 2V4 nhá. Không cần phải đọc số lẻ sao đâu. Không, anh em không cần phải đọc là 2476mV đâu. Đọc như vậy thì đương nhiên nó sẽ là 2V4. Chúng ta chỉ cần biết 2V4 là được rồi. Hỏi cần cái mV cái này. Rồi, áp suất khí nạp và áp suất của hút. Khi đang nổ gan ti nó dao động. Đấy. Có khoảng 40 cho tới khoảng đấy, 73. Rồi KPA và điện áp nó thay đổi liên tục từ vôn 2 cho tới khoảng 2V4. Rồi góc mở bấm ga 00 điện áp báo về khoảng 500mV, khoảng nửa vôn bộ ba cảm biến luôn luôn nó có dòng điện áp. Ok hơn là cái dòng không có bộ ba cảm biến. Dòng tua máy các bạn thấy không? Đây là một người anh em tuổi rất trẻ. Nãy thì Tuấn đã chia sẻ quay livestream cho anh em biết. Người ta chỉ có mười mấy tuổi, mở ra vệ sinh. Các bạn có máy chỉ cần xóa lỗi khôi phục nó lại. Đấy các anh em thấy không, nổ gan ti phì phà. Dòng tua máy xe này rất chuẩn, 1600, 1700. Rất đạt. Góc đất lửa cái này đang là khoảng 12 độ. Thời gian full khoảng 2.3, 2.4. Rồi ắc quy máy phát.
đây là cảm biến oxy điện áp, ECM đang tối ưu, hệ số môi trường. Rồi IACV, nổ gan ti khoảng 61-62 bước. Này, tín hiệu của IACV nó đang là 0,60 G/S. Anh em chờ một giây lát nha. Nhiều ạ. Về lấy phụ mạnh lại mấy cái ở trên mạnh, nó đang còn 4 cái. Phụ 6 hả? Rồi hết. Rồi nhiệt độ 63 độ. Cái này anh em coi thông số này mới chuẩn này. Đấy, tự động Alicidop sẽ hoạt động. Nghe thấy không? Không cần phải làm gì nhiều. Khi mà nó là chuẩn test rồi thì anh em nó tự động tắt. Đấy, thấy không? Đâu cần phải làm gì cho nó mệt. Nếu nó không tắt nữa, chỉ cần nhịp tay ga này khoảng vài nhịp thì đương nhiên Alicidop phải tắt. Đó là quy luật của làm việc Alicidop nếu thông số đã chuẩn. Còn công tắc này luôn luôn ok, thế này là công tắc còn tốt. Nếu Alicidop không hoạt động nữa thì toán chỉ cần nhịp tay ga khoảng vài nhịp. Nếu không tắt nữa thì các bạn phải kiểm tra cái bình ắc quy, gắn thêm một cái bình phụ vào hoặc các bạn thay thế cái bình mới thì Alicidop sẽ hoạt động ngay lập tức. Đó là thông số đã chuẩn. Nếu bị mất Alicidop nha, thì Tuấn chia sẻ luôn. Kể cả một cái bình khi các bạn kích hoạt đầy bình thường nhưng hệ thống Alicidop mất hoạt động, các bạn có thể lấy một cái bình nữa các bạn kích hoạt nối thêm. Hai nữa, các bạn có thể thay thế cái bình mới thì Alicidop sẽ hoạt động. Đó là quy luật của FI nếu thông số đã chuẩn đen. Đấy. Áp suất khi nạp đang là 99 kPa thì điện áp báo về khoảng 28 khi động cơ chưa nổ. Rồi, 2 buji là xong. Hết bài, chúc tất cả anh em thành công. Lắp đi cùng ra thôi, giao xe này. Được rồi đấy. Thôi, xin chào mọi người, kết thúc. Đón giờ nghỉ chút, đi làm công việc. Xin chào anh em nha.